Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2024. Bây giờ là khoảng 9 giờ 30 phút. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần các anh chị. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, con đường Phan Đình Phùng ngày xưa, thuộc khu vực quận 3 Sài Gòn. Và trước màn hình các anh chị là chợ Bàn Cờ, một ngôi chợ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Để mở đầu video buổi sáng ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình. Bên tay trái màn hình các anh chị, bên phía bên đây là cái hướng chúng ta sẽ đi ra đường Lý Thái Tổ, đi ra cái ngã bảy Lý Thái Tổ đó các anh chị. Còn hướng bên tay phải, hướng bên tay phải đây là chúng ta sẽ ra chợ Vườn Chuối. Trên con đường này là có hai cái ngôi chợ các anh chị, chợ Bàn Cờ và chợ Vườn Chuối. Cái hướng này là chúng ta đi thẳng ra là sẽ ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hồng Thập Tự ngày xưa, ra đường Cách Mạng Tháng 8, con đường Lê Văn Duyệt ngày xưa. Còn phía sau lưng bệnh đây là một cái con hẻm, một cái khu phố văn hóa. Trong cái video buổi sáng thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ tham quan khám phá cái ngôi chợ Bàn Cờ này, cũng như là sẽ cập nhật cái tình hình kinh doanh mua bán tại cái ngôi chợ. Đây là một cái ngôi chợ truyền thống rất là nổi tiếng tại trung tâm Sài Gòn các anh chị, và cũng được rất là nhiều bạn trẻ Sài Gòn yêu thích. Bởi vì chợ Bàn Cờ này nó còn được mệnh danh là một cái ngôi chợ bán đồ si lớn nhất Sài Gòn, chuyên bán những cái món đồ cũ nhập khẩu đã qua sử dụng, như là quần áo, giày dép, túi xách, vân vân. Nói hay còn gọi là đồ si đa đó các anh chị. Bây giờ chắc chúng ta tranh thủ đi qua đường nha các anh chị. Hiện tại là xe đang vắng, mình tranh thủ mình đi qua. Rồi, qua tới rồi các anh chị. Đây là ngay cái trước cửa chính chợ Bàn Cờ, phía trước là ngay cái bãi giữ xe. Theo mình biết thì là thường là vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần là những cái tiểu thương mà bán đồ si đó các anh chị là sẽ khui thùng những cái món hàng mới nhập khẩu từ nước ngoài về. Cho nên là ngay cái trong cái những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật này là cái khu vực bán đồ si phải nói rất là đông. Rất là đông các bạn trẻ đến mua các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ vào bên trong chợ, mình sẽ tham quan cập nhật cái tình hình như thế nào nha các anh chị. Đặc biệt là ngay cái khu bán đồ đồ si đa. Mới đi vào đây là bên tay trái màn hình các anh chị là ngay cái lồng chợ. Chợ Bàn Cờ là nằm ở giữa hai con hẻm hai bên các anh chị. Nó nằm thẳng dài xuống luôn, một cái đường dọc. Và có một cái điều thú vị, tại sao là đặt chợ Bàn Cờ các anh chị? Bởi vì là ngay cái ngôi chợ này là những cái con đường, con hẻm nhỏ nó đang xen với nhau. Nó giống như là một cái bàn cờ, một cái ô vuông đó các anh chị. Ô bàn cờ tướng, cờ vua rồi đó. Đó, nó tự tựa như vậy. Cho nên là các bạn nào mà lần đầu tiên mà đi vào bên đây, đi vào cái ngôi chợ này, đây là cái hướng chúng ta sẽ đi ra cái con đường Bàn Cờ, cũng có con đường tên là Bàn Cờ các anh chị. Đó, đây là ngay cái con hẻm. Các anh chị, các bạn nào mà mới đi vào đầu tiên á thì có thể là sẽ bị lạc các anh chị. Bởi vì các con đường nó đang xen với nhau, mình đi mình quẹo tùm lum hết là chút xíu là sẽ bị lạc đường, lạc hướng, bắt phương hướng. Bắt phương hướng mà đi về cái cổng chính này nè các anh chị, đi cổng chính đó. Đó, cho nên là các bạn là mới đi vào bên trong chợ là chúng ta cũng phải định hướng trước, định cái hướng mình đi trước, không thôi mình quẹo tùm lum là chút xíu là sẽ lạc. Đó, đây là ngay cái bên trong cái chợ Bàn Cờ. Ngay khu vực này mình thấy là các sạp bán mấy cái quần áo may sẵn, quần áo thời trang. Ngay khu vực này mình thấy vắng các anh chị, đây là ngay cái khu vực bán quần áo mới nha các anh chị. Còn đồ si là đâu khúc dưới á. Ngay cái này cũng mình thấy là cũng đóng cửa sạp.
Đó, các anh chị thấy là cái tình hình mà các chợ truyền thống hiện nay là phải nói là đóng cửa sạp rất là nhiều, chợ nào cũng đóng. Đó, có để là sang sạp luôn nè các anh chị, số điện thoại di động. Các anh chị nào mà có nhu cầu mình liên hệ cái số điện thoại. Bây giờ là mình sẽ đi thẳng vào nha các anh chị. Rồi đến ngay cái khu vực nào mà bán đồ si á, mình sẽ quẹo. Ngay cái khu vực những cái sạp bán đồ quần áo thời trang đồ mới này thì mình thấy rất là vắng, không biết bên trong như thế nào. Và cũng sẵn dịp chia sẻ đến các anh chị một cái thông tin về cái khu chợ Bàn Cờ này. Cái khu chợ Bàn Cờ này là được đề xuất định hướng trong cái tương lai đó các anh chị, sẽ phát triển thành một cái phố Tây thứ hai tại Sài Gòn. Nó giống như là cái phố Tây Bùi Viện đó các anh chị, ở quận 1 á. Theo như đánh giá và nhận định của các cơ quan chức năng thì tiềm năng phát triển đô thị cái khu vực xung quanh cái chợ Bàn Cờ này, như cái phố đi bộ Bùi Viện đó các anh chị, Phạm Ngũ Lão á, xung quanh chợ Bàn Cờ này là được giới hạn bởi các con đường. Ồ, đóng cửa sạp quá trời, các anh chị thấy không? Giới hạn bởi các con đường như là đường Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ. Cho nên là cái khu vực này nó có giá trị đặc biệt rất là cao các anh chị. Đó, cần săn sạp nữa nè các anh chị thấy. Đó, tương lai là như vậy các anh chị, là đang có đề xuất, chưa chưa có dự kiến thôi các anh chị. Là mới có là đề xuất là sẽ phát triển thành một cái phố Tây thứ hai tại Sài Gòn thôi. Đó, đây là ngay cái con hẻm đó các anh chị thấy, là các con đường nó đang xen lẫn nhau. Đó, đây là ngay cái khu vực bán mình thấy bán túi xách heo đất đồ quá trời, không biết cái khu mà bán đồ si ở đâu mình cũng không biết. Đó, đây là cái con hẻm này là đi thẳng ra là đường Bàn Cờ. Mình đi đâu đây, để tiệm vàng đó các anh chị, mà mới đi vào là coi như là mất phương hướng luôn các anh chị. Mình đi mới đi mình vừa đi vừa nói chuyện, mình không nhớ mình đi khúc nào luôn á. Mình cứ đi thẳng vào nha các anh chị. Thì cái chợ này là mình có nói chung có đi ngang qua thì có các anh chị, mà để đi vào mà để coi mấy cái đồ hàng đồ si là thì mình hình như là chưa chưa lần nào. Hôm nay là sẵn dịp là mình khám phá cái ngôi chợ mà bán đồ si như thế nào luôn nha các anh chị. Ở Sài Gòn thì có nhiều ngôi chợ bán đồ si lắm, ví dụ như là chợ Hoàng Hoa Thám là cũng bán đồ si. Đó, đây đóng cửa sạp quá trời luôn. Mà dự kiến trong tương lai như vậy thôi các chị, mà mình nghĩ là còn lâu. Nói chung là vừa nghe là nghe cái đề xuất là làm cái mô hình là cái phố đi phố Tây thứ hai ở Sài Gòn giống cái phố đi bộ đó các anh chị. Có nhiều cái ý kiến là trái chiều, có người đồng ý, có người thì đồng ý cao, có người thì không đồng ý. Sợ là những cái giống cái bên đây nè, đóng cửa sạp, nó giống như là cái phố đi phố Tây Bùi Viện đó các anh chị, nó tạp nham, nói chung là cái nó không được giống ngày trước đó các anh chị. Nói chung là nó không được lành mạnh, nên có nhiều cái ý kiến trái chiều là không đồng ý, có người cũng đồng ý. Mình cứ đi thẳng vào nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy là ngay cái khu vực này mình thấy rất là vắng các anh chị, hầu như là không thấy khách vào mua. Thường thì hiện nay thì những cái mặt hàng mà không thiết yếu đó các anh chị, bây giờ là bán ế lắm. Như là những cái mặt hàng mà không thiết yếu như là quần áo thời trang, đồ gia dụng, hàng công nghệ, nó sang sạp nữa nè. Cái chợ Bàn Cờ này cũng đóng cửa sang sạp cũng khá là nhiều các anh chị, từ nãy giờ đi là cũng cả chục sạp hơn nữa. Đó, cho nên là các chợ truyền thống những cái mặt hàng này hiện nay là sức mua giảm rất là nhiều các anh chị. Hàng thực phẩm thì còn đỡ được một chút, còn khá khá được một chút các anh chị. Đó, ngay cái đoạn này thì thấy khách nè, khách vào, còn đoạn trên thì mình đi sao không thấy vắng vắng tanh luôn. Các anh chị xem là những cái sạp mà đây ngay chỗ này là hình như bán đồ si nè các anh chị, mình thấy rất là đông. Ở xung quanh đây thì bán thực phẩm cũng có, rồi bán mấy cái quần áo đồ si cũng có đó các anh chị thấy nè.
như là ngay cái con hẻm, ngay cái hướng này nè, đó các anh chị thấy là bán đồ, đa số là bán đồ si. Đó bà con người dân người ta lựa quá trời đó các anh chị, mấy cái đồ đồ cũ, đồ đã qua sử dụng, mà của nhập nha các anh chị. Bên đây mình thấy để cái bảng là đồ quần áo như Quảng Châu 50k, 70k, áo khoác 100k, đó áo thun của Trung Quốc đó các anh chị. Rồi hàng nước ngoài ví dụ như là của Mỹ cũng có đó các anh chị, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, nói chung là đồ đồ nước ngoài, hàng nhập khẩu mà đã qua sử dụng. Đó bắt đầu mình thấy ngay cái con hẻm, ngay cái đoạn mà bán đồ si, mình thấy khá là đông các anh chị, khá là đông. Đây vào người ta lựa quá trời luôn. Đó, đổ đó, đó đồ si là để đóng đóng vậy đó các anh chị. Mình vào mình lựa. Dạ. Dạ. Con bên YouTube. Kênh Lưu Bình Vlog. Dạ. Đó các anh chị thấy là bà con người dân người ta đến lựa đồ, mua đồ si rất là đông luôn các anh chị. Đó bạn, những bạn trẻ cũng có, rồi hơi hơi lớn tuổi trung niên cũng có mua luôn nha các anh chị, không phải riêng những bạn trẻ không đâu. Đó lớn lớn tuổi cũng có mua. Ồ, quá trời luôn các anh chị, đồ để đóng vậy đó, cứ lựa. Có những bạn mà chuyên về về mặt đồ si đó các anh chị, đồ cũ đó là phải nói là lựa lựa đồ là phải nói rất hay các anh chị. Nhiều nhiều bạn là mặc kiết quen đó, mặc mấy cái đồ si kiết quen mà lựa hàng rất hay các anh chị, lựa mấy cái áo quần đồ nó đúng đúng hàng nó mặc. Chuyên về mà mặc đồ mà hàng hiệu, mà do hàng hiệu thì mắc quá thì mình mua đồ si các anh chị, đồ si cũng hàng hiệu mà nó rẻ hơn. Rồi đây có bà cụ nó xin ăn nè các anh chị thấy tội không, biết con cháu đâu mà không nuôi mà đi xin ăn đó các anh chị. Sài Gòn bây giờ xuất hiện cũng khá nhiều người dân người ta nghèo, người ta đi xin ăn ở ngoài đường phố, đặc biệt là vào buổi tối các anh chị, buổi tối xuất hiện nhiều lắm. Những cái ngồi ngồi lang thang ở trên những cái cầu đó các anh chị, để bữa nào mình quay buổi tối chia sẻ những cái hình ảnh đó cho các anh chị xem. Đó bên đây là cũng bán đồ si nè các anh chị, thấy là đồ mà để chất đóng là đồ si không á, mình cứ đến mình lựa cái nào mình thích thì mình mua các anh chị, giá rẻ bất ngờ luôn, có vài chục ngàn cái rồi các anh chị. Đó nguyên cái dãy này hình như là đồ si hết, mình thấy rất là đông. Đó, bên đây nữa nè, các bạn trẻ đứng lựa hoàng quá trời luôn. Đó bên đây cũng đồ si không á các anh chị. Đó đó những cái áo sơ mi trắng thấy nhăn nheo hết nữa nè, đó hàng nhập khẩu đó các anh chị, quá trời. Mình cứ đi dài dài lên trên con hẻm này nha các anh chị. Con hẻm này mình nhớ là hình như ra ra ngay chỗ cái đường bàn cờ đó, ngay chỗ này chờ dài dép thì cũng có luôn các anh chị. Đồ si là có quần áo, giày dép, rồi giỏ sách, quá trời luôn. Đó các anh chị thấy ngay cái đoạn mà bán đồ si rất là đông. Đó hai bên là đều là đồ si không. Đó để đóng đóng vậy đó các anh chị. Bên đây thì thấy vắng. Đó còn hàng mà treo treo mà các anh chị thấy mới mới đồ mới không à, còn đồ si thì thường là đổ đóng dưới đây, nó giống vậy nè các anh chị, đó để đổ đóng gì đó các anh chị cứ cứ tới mà lựa.
gạo xe 35.000 tình yêu, tình yêu, tình yêu. Cái gạo 35.000 chai nha, 35.000 chai cái gạo nha. Hôm nay mày cũng đồ. Đó, bên đây là cũng bán đồ si nè, nó cũng để đóng vậy đó các anh chị. Đó, ở trên đây thì bán ăn uống Hoành Thánh. À, chợ Bàn Cờ này là buổi chiều là bán ăn uống các anh chị, cũng khá là đông. Đó, ngày chỗ này mình thấy để đóng quá chợ luôn. Đó. Đó các anh chị theo để đóng 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 vậy đó. Tha hồ lựa chọn luôn. Đó, đa số là thấy áo nhiều cánh chị, áo thun. Ngay chỗ này cũng có bãi giữ xe nè, ngay cái này là ngay cái này ra cái đường Bàn Cờ nè cánh chị. Đó, ngay chỗ này bán quá chờ luôn đồ si. Đó, để đóng đóng nè cánh chị. Đó, rất là nhiều người, người ta bu lại người ta lựa. Đó, đa số là đồ si không cánh chị. Ở đây bán nhiều quá trời luôn. Bán mấy cái áo khoác luôn nè các anh chị. Áo khoác. Trời ơi, lửa quá trời lửa. Không biết là khui thùng hồi nào. Rồi chắc sáng sớm quá. Thường sáng sớm mà những cái bạn mà chuyên mua đồ si đó các anh chị. Canh thứ bảy chủ nhật á. Không biết mấy giờ thì mình không biết, mình chỉ có nghe nói là thứ bảy chủ nhật là sẽ khui thùng. Khui thùng là những cái hàng mà nhập khẩu về đó các anh chị, hàng đồ si đó. Đầu lại bu đông lắm, lu và giành giật với nhau. Đó, hàng si không, ở đây là toàn là hàng si không, ngay cái cửa hàng chỗ này. Đó, đồ si không đó các anh chị. Đổ ra một cái là giành giật của nhau lấy. Đó, trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái con đường Bàn Cờ. Bên trái là chúng ta đi về Điện Biên Phủ, con đường Phan Thanh Giản ngày xưa các anh chị. Ở bên tay trái này nè. Đó, ngay chỗ này là cũng có bãi giữ xe. Bãi giữ xe dành riêng cho cái khu mà chợ bán đồ si. Đó, các anh chị thấy không? Rất là nhiều. Còn ngay cái cửa hàng này mình thấy đông quá trời luôn. Đa số là hàng nữ nhiều các anh chị. Ồ, quá trời luôn, chắc đầy ở trong đó luôn á các anh chị. Rồi chắc mình sẽ đi ngược lại nha các anh chị, mà chắc cái đoạn này để đỡ mất thời gian các anh chị, mình sẽ về edit video, mình sẽ ngắt ngay cái đoạn này, mình sẽ đi tới ngay cái đoạn sau nha các anh chị. Ồ, quá trời luôn, bà con người dân người ta đứng người ta lựa, ngồi lựa quá trời. Ồ, đi trên xe cũng đến là lựa luôn các anh chị, áo khoác nữa nè. À, rồi hiện tại là chúng ta đang đi vào một cái con hẻm bán đồ si, con cái đi ngược lại đó nha các anh chị. Đó, đây là bán đồ si nè. Cái đường này là sẽ, cái con hẻm này là sẽ đi ra ngay chỗ cái đường Nguyễn Thiện Thực, chung cư Nguyễn Thiện Thực đó các anh chị. Đó, xung quanh ngay cái con hẻm này, ngay cái đoạn này mình thấy là cũng bán đồ si quá trời luôn, hai bên để đóng đóng vậy đó. Ủa, rất là đông các anh chị. Ngay cái khu vực bán đồ si mình thấy rất là đông. Cái chỗ này là dạng mà giống như là cái chợ mà tự phát các anh chị, người ta thuê mặt bằng lại người ta bán ở đây. Còn cái chợ chính là ngay cái lòng chợ mà cái hướng nãy mình đi vào là đi thẳng xuống luôn. Ngay cái khu này là khu tự phát từ xưa giờ. Đó bán đồ si nè, ngay chỗ này cũng có rất là nhiều các anh chị. Áo xuất khẩu, bún mắm đó. 15.000 hai gói cô ơi.
Đó. Đó, còn bên đây là cũng là một cái con hẻm. Đó, các anh chị thấy là con hẻm nó đang xen với nhau. Nó dạng mà giống như cái bàn cờ đó các anh chị thấy không? Nó ngay ngã tư hẻm này. Nên là đi đi mà mình quẹo nhiều quá là mình dễ bị lạc hướng lắm các anh chị. Là không biết là cái đường nào để ra ngay cái cổng chính chợ bàn cờ. Nên từ nãy giờ mình đi là bà đích khi nào mình dám quẹo lắm, quẹo tùm lum mà chứ không biết đường nào đi ra cái cổng chính đó các anh chị. Đó, đây là ngay cái khu vực bán đồ si. Mình đang đi trên cái con hẻm là bán cái khu vực bán đồ si không mà các anh chị, nên các anh chị thấy là bà con người dân người ta mua rất là đông. Mua mấy cái vậy là mấy cái quầy sạp bán đồ mới coi như là ế. Nãy ngay cổng chính mình đi vào các anh chị. Đó, ngay chỗ này bán đồ quá trời luôn. Để đóng đóng. Mà mình thấy là đồ thấy cũng còn mới nha các anh chị, không phải cũ đâu. Do là để trong thùng là nên các anh chị thấy nhăn nhăn thôi, mình về mình mua về cái nào mình thích mình ủi cho nó ngay lại mặc như đồ mới. Nước ngoài các anh chị, nước ngoài mặc đồ mà đồ nó bền lắm. Mình nhớ hồi trước là mình có một hai cái áo thun của Mỹ đó các anh chị. Tại có một bà cô bên Mỹ bà gửi về, ủa mặc mấy năm trời đó các anh chị, không không có rách là gì luôn á. Nó chỉ có mặc lâu quá là các anh chị nó bị mòn rồi nó bị phai màu thôi, nhưng không có gấp gì hết á, mặc rất là bền. Đó, đó đó, đây có bà con người dân nghèo người ta xin ăn nữa nè các anh chị thấy không. Nói chung là đa số là dân nhập cư các anh chị, người ta lên Sài Gòn người ta mưu sinh. Đó, các bạn trẻ đi vào nè, có những bạn trẻ này đi vào mua giày dép, cũng có đồ si nữa nha các anh chị, giày dép, vỏ sách, nguyên một cái giải là đồ si luôn, 50.000 một cái, quá trời, 50.000 một cái rồi các anh chị. Rồi chúng ta đã ra ngay chỗ cái đầu đường, đây là ngay cái đường Nguyễn Thiện Thực, có ngay cái đầu đường này cũng quá trời luôn, ba cái 100k, đó. Bà con người dân người ta bu lại người ta lựa quá trời các anh chị thấy không. Mà mình thấy là đa số là đồ nữ các anh chị, thấy là các chị nữ lựa không à, không có anh nam nào. Đó, đây là được con đường Nguyễn Thiện Thực các anh chị. Đó, ngay cái khu vực này cũng vậy, bán đồ quá trời. Chúng ta đang đi ngược lại đó các anh chị, chắc mình sẽ đi qua ngay cái khu vực mà bên hông. Bên hông hồi nãy mình đi từ bên cổng chính mình đi bên tay phải, bây giờ mình đi đi ngược lại bên tay trái các anh chị. Bên tay trái mình cập nhật cái tình hình chợ coi. Ngay khu vực này chỉ có mình thấy là chỉ có nó bán thực phẩm thôi nè, chỉ có ngay cái khu bán đồ si mình thấy đông các anh chị. Còn hiện tại thì thực tế ra là cái khu chợ truyền thống Sài Gòn hiện nay đó các anh chị, buôn bán ế ẩm lắm, vắng khách, rồi phải nói là đóng cửa sạp rất là nhiều. Đó, ai chỗ này đó, các anh chị thấy không? Rồi bây giờ mình đi vào lại ngay cái khu bên tay trái các anh chị. Nếu mà từ mình cái cổng chính mình nhìn vào là bên tay trái. Mình đang đi cái hướng bên tay trái bên cái lòng chợ bàn cờ đó các anh chị, thôi vào ngay cái khu vực chợ mà cái khu vực chính là các anh chị đóng cửa sạp rất là nhiều. Hiện nay là phải nói kinh doanh cái chợ truyền thống nó không còn thuận lợi như ngày trước nữa các anh chị, nó không giống như ngày xưa, nó chợ vắng lắm, chỉ có đông đúc là được được ngay cái khu mà bán đồ si thôi. Đó, đóng cửa sạp cũng quá chợ, đây là ngay cái bên bên hông bên đây. Đó, cho thuê sạp hoặc là sang sạp, có số điện thoại luôn. Chúng ta đang đi lên cái cổng chính đó các anh chị. Và hiện nay là cái thời đại 4.0 nữa mà các anh chị, mua bán online nó trở thành một cái xu hướng. Ồ, ngay cái này quá trời luôn, sang sạp nè các anh chị. Nguyên một dãy luôn, 4 sạp một lượt. Nên là người dân, người tiêu dùng người ta mua hàng online thì tiết kiệm được khá nhiều thời gian các anh chị. Giá cả nó cũng rẻ hơn nhiều. Rồi đặc biệt nữa là những cái siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiện ích nó mở ra quá trời.
dẫn đến cái các ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn phải nói là buôn bán rất là ế ẩm các anh chị, buôn bán rất là ế ẩm. Đó các anh chị thấy ngay những cái sạp mà bán đồ thời trang quần áo này các anh chị thấy không, rất là vắng, rất là vắng, hầu như là không có ai vào mua luôn các anh chị. Đó sang sạp nữa, hầu như là không có ai vào mua. Mà hiện nay thì các cấp các ngành thì bàn bạc đưa ra nhiều cái biện pháp kế hoạch để vực dậy cái ngôi chợ truyền thống Sài Gòn này, không để cho đóng cửa phá sản các anh chị, vì đó là một trong những cái di sản nét đẹp văn hóa truyền thống của các chợ tại Sài Gòn từ xưa cho đến nay. Đó, rau củ quả, đó cái ngay cái sạp bán rau củ quả các anh chị thấy không, còn quá trời. Đó, cho thuê sạp sang sạp nữa các anh chị. Nó bên trong cái ngay giữa này nè các anh chị, bên trái là cái lồng chợ đó, nó đóng cửa sang sạp quá trời. Nó cho thuê sạp nó, trời ơi dán đầy luôn, cho thuê sạp. Hồi hôm qua là Bình đi ngay chỗ cái chợ Phú Nhuận đó các anh chị, vô trong lồng chợ đó các anh chị thấy rồi. Các anh chị nào có theo dõi cái video mà ở chợ Phú Nhuận đó, chợ đóng cửa sạp mà te tua cái lồng chợ luôn đó, cho thuê sạp nữa đó các anh chị, quá chờ luôn ngay cái chợ Bàn Cờ này. Mới đầu đi vào thấy vắng các anh chị, mà vào cái ngay cái khu vực mà bán đồ si mình bất ngờ luôn, đông quá trời đông, bà con người dân người ta lựa đồ quá trời. Còn ngay cái khu vực mà chính của chợ lại vắng các anh chị, các anh chị để ý đó, tiệm vàng bây giờ cũng lên xuống chóng mặt, ngày lên ngày xuống, không biết là hôm nay là nhiều và mình chưa có cập nhật nữa, giờ chắc cũng bảy mấy rồi quá, giờ nó cũng giảm rồi các anh chị. Đó ngay chỗ này là như chắc cũng cửa hàng tiện lợi như nên là các anh chị, đó cũng bán mỹ phẩm đồ ăn uống như chổng ngay cái chợ luôn. Đó ngay chỗ này đóng cửa sạp tiếp tục, kinh khủng. Đó đóng cửa sạp nữa, rồi chúng ta đang đi ra lại ngay cái cổng chính chợ Bàn Cờ rồi các anh chị. Đó ngay cái khu vực này là ngay cái phía trước cổng chính chợ Bàn Cờ, đó ngã tư hẻm, đó, các con đường xen nó đang xen với nhau các anh chị thấy là nó giống như cái Bàn Cờ, đi mà quẹo một hồi là nó lạc tùm lum. Đó đây là ngay cái khu vực phía trước là ngay cái mặt tiền đi vào là các anh chị thấy là cũng mấy sạp và đóng cửa rồi. Mới đi vào là thấy đóng cửa rồi các anh chị. Đây còn bên tay phải này là cái khu vực ăn uống, rồi tiệm vàng cũng đó các anh chị thấy cũng dẹp nè, cái tủ để chống lỏng luôn. Rồi chúng ta ra lại ngay cái đường Nguyễn Đình Chiểu rồi các anh chị, ngay cái bãi giữ xe cổng chính của chợ Bàn Cờ. Rồi video đến đây cũng khá dài rồi các anh chị, chắc Bình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.